Xin kính chào và cảm ơn các bạn đã và đang theo dõi video. Thưa quý vị, ở video này, KTV xin chia sẻ cùng quý vị cách để bán USDT ra Việt Nam đồng thông qua cái ví Alert. Như quý vị đã biết, Alert là một cái ví về crypto dành riêng cho người Việt. Alert hiện nay hỗ trợ tất cả các ngân hàng tại Việt Nam. Và để quý vị không phải chờ đợi lâu, ở đây KTV đã chuẩn bị sẵn USDT và KTV sẽ bán USDT ra VNDC, sau đó rút VNDC về tài khoản ngân hàng. Ok, bây giờ tôi sẽ vào USDT, chọn vào cái phần quy đổi. Đây là cái giá USDT, 1 USDT ở đây hiện tại đang là 24.346 Việt Nam đồng. Rồi bây giờ tôi sẽ tắt đi. Tôi sẽ vào P2P để kiểm tra xem là giá có chênh lệch nhiều không. Chọn tiếp vào bán. Ở đây tôi để nguyên là USDT. Ví dụ cái người này này, họ đang mua với cái giá 24.461 Việt Nam đồng. Và bên dưới sẽ thấp hơn. Thì ở đây giá tương đối là cạnh tranh. Rồi tôi sẽ bán luôn cho cái người này ở trong cái PIP này đi. Rồi chọn vào bán. Ô thứ nhất, số lượng quý vị muốn bán bao nhiêu thì nhập cái số lượng vào, hoặc chọn vào max nếu như bán tất cả thì nó sẽ nhận một cái giá trị tương đương ở phía dưới. Và cái phí giao dịch thì rất chi là thấp, phí giao dịch 2.712 Việt Nam đồng, và tôi sẽ nhận được tổng cộng. Ok, bây giờ tôi sẽ chọn vào bán, xác minh. Ok, đã bán thành công. Bây giờ tôi sẽ vào ví. Quý vị sẽ thấy cái biểu tượng chuông thông báo có số ID là đã giao dịch thành công. Rồi bây giờ tôi sẽ rút VNDC về tài khoản ngân hàng. Tôi sẽ chọn vào cái màn hình chính, chọn vào bán VNDC. Ở đây nó mặc định là bán qua đối tác hoặc là bán online. Quý vị bán qua đối tác thì không bị mất phí, còn bán online thì quý vị sẽ bị mất phí là 10.000 Việt Nam đồng. Ok, bây giờ tôi sẽ bán qua đối tác đi. Và tôi nhập cái số lượng vào đây. Tôi sẽ bán. Rồi, trong cái phương thức thanh toán, tôi sẽ chọn vào Internet Banking và chọn cái ngân hàng mà tôi đã thêm vào đây rồi. Cái phần đối tác này không bắt buộc, quý vị có thể để nguyên hoặc là chọn cũng được, không sao cả. Rồi bây giờ tôi sẽ chọn vào bán. Rồi xác nhận bán, xác minh. Tạo giao dịch thành công, vui lòng chờ xác nhận từ đối tác. Ok, bây giờ quý vị có thể chờ khoảng độ vài phút để bên đối tác từ VNDC họ sẽ chuyển Việt Nam đồng
sang cái tài khoản mà quý vị đã lựa chọn. Đó, quý vị sẽ thấy rất chi là nhanh, đối tác họ làm việc và họ trực rất chi là nhanh. Rồi, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu quý vị chưa có cái tài khoản Alert thì quý vị hãy đăng ký theo cái mã giới thiệu mà tôi để bên cạnh của video này. Quý vị đăng ký theo mã giới thiệu thì quý vị sẽ được hưởng rất nhiều các ưu đãi. Nếu quý vị thấy video hay và hữu ích, đừng quên like, chia sẻ, theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Chân thành cảm ơn.